cái gì thảo mai nữa. Ba biết mày đi chơi gái thì lâu rồi. Ném thằng mày qua tay đây này. Mày đéo tin tao nữa à? Ném thằng mày qua tay này. Đi ra ngoài đừng muốn qua về nhà cái này nữa nha. Tôi lại phải tôi chứa chất cái ổ mại dâm ở đây mà đi. 360nick.com shop bán nick Liên Quân, Free Fire, Liên Minh, PUBG và các game online khác uy tín giá rẻ. Ngoài ra còn có thử vận may cực chất chỉ với 10.000 đồng. Bạn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ có tại 360nick.com. Các bạn nhanh tay truy cập link shop mình để dưới phần mô tả nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo của Minh Chiến nha các bạn nhé. Đấy thì hôm nay các bạn. Hello, anh chào là. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thọ đây. Thọ đây. Thì hôm nay còn là mình làm video này của kênh Chiến các bạn ạ. Thì nói chung là chả biết Chiến từ hôm qua nó đi đâu, các bạn là về mà ngủ giờ này vẫn chưa dậy. Bây giờ là ui, giờ này sắp đến giờ Thảo đi học rồi, nên là mình có nghĩ ra một cái gọi là trò chôn cho Chiến các bạn. Nó mày rất là thằng này nó suốt ngày nó ngủ, mẹ nó ngủ từ sáng đến mẹ mày đến ăn trưa không dậy nấu cơm gì cơm nước gì, còn bắt anh em phải làm thôi. Làm không được, ăn mẹ không ngon, nó còn chửi anh em mình ấy thì mẹ cay các bạn này. Ăn còn muốn ăn lòng lòng rồi ngon đấy là thôi thì mình hôm nay mình còn bạn muốn ăn rồi đây. Các bạn biết cái này là cái gì không? Đây là cái gọi là một cái lọ nước hoa mà dành cho con gái, nó rất là thơm các bạn. Các biết mẹ bốc khỉ lợn này đây các bạn ạ. Thì cái lọ nước hoa này là dành cho con gái thì nó rất là thơm. Nếu mà những bạn gái nào mà dùng cái lọ nước hoa này biết là lọ này nó thơm như nào đấy. Thì đây là can tội thằng Chiến nó ngủ dậy muộn các bạn ạ. Hiểu giờ này vẫn còn ngủ được. Anh em dậy đi học về hết rồi các bạn ơi. Ngủ quá giờ chưa? Thầy Huấn bảo rồi. Tao đố những thằng nào mà ngủ quá giờ chưa mà giàu được. Đấy. Thì Chiến nó cũng chưa dậy giờ này các bạn ạ. Thôi. Thì nơi như là bây giờ mình gọi là mình tìm được lọ nước hoa này rồi thì mình sẽ gọi là mình chôn Chiến được không? Thảo nó sắp đi học về rồi. Tí về kiểu gì Thảo nó chả cạnh Chiến, mà cạnh Chiến kiểu gì nó chả như này đúng không? Đấy, người như này là người như này kiểu gì cũng phát hiện ra cái mùi nước hoa này. Đấy. Chứ bọn mình lại thích cứ bảo là đi chơi gái. Các bạn tối biết qua đi chơi gái rồi nhá. Thêm dầu vào lửa không? Đấy. Mình sẽ kích thêm mà là tối qua Chiến đi chơi gái giờ này vẫn chưa dậy đây Thảo ạ. Đấy thì kiểu chua. Nó phải gọi hấp dẫn luôn các bạn. Thế thôi, bây giờ gọi. Đi vào đi. Hả? Đâu? Đi vào làm thôi. Làm á? Từ các bạn mình phải xịt vào đây mình thử. Ta thử đi. Ui giời, thơm quá. Thơm lắm ạ, thơm là cái này các bạn. Cái này mà đi tán gái kiểu gì mẹ 100% là đổ các bạn ạ. Lọ này chỉ có gọi là mấy trăm nghìn thôi, gần triệu thôi mà. Các bạn vào với mình để gọi là mẹ xịt cho Chiến một trận. Các bạn vào đây xem Chiến nó dậy hay chưa các bạn biết. Sao đây, nhìn này. Thấy chưa? Thấy. Ngủ giờ này vẫn chưa dậy. Thì trước tiên là phải anh có cầm điện thoại cho em thôi. Mùi nồng quá. Ra đây, bao giờ nó về rồi. Bút khỉ. Ngủ dậy chắc các bạn là hôm qua kiểu mà quá sức hay đi chơi lấy gái quá sức nên là hôm nay ngủ dậy muộn. Chơi gái của bạn. Không phải chôn chứ thì phải tắt tụi qua chơi gái. Kiểu. Hôm qua đi đến 2 giờ sáng mới về mà. Hả? Hôm qua đi từ 2 giờ sáng mới về à? 2 giờ gì em, 4 giờ. Thôi đấy, mình bây giờ còn đợi Thảo về thôi đấy. Bây giờ chỉ gọi là đợi Thảo về, gọi là để gọi là Thảo cắt cổ Chiến phát là ok các bạn rồi. Các bạn đợi xem Thảo về như nào các bạn nhá, ok. À, về rồi à? Đâu? Hả? Chiến đâu rồi? Sao em đi bộ về? Chiến đâu có đi đón rồi, chỉ đi bộ. Ngủ trong nhà kìa, chưa dậy. Hôm qua mới đi chơi nó mới thử. Đây. À, còn đi chơi. Anh bảo nữa. Hôm qua 3 rưỡi mới về cơ. Không có một động tĩnh nào mà đi học tao đi bộ. Ba rưỡi về mà không biết là đi chơi đâu ấy. Nhưng mà người thơm lắm Thảo ạ. Thật, người thơm cực luôn. Ừ.
mùi thơm lắm. Sao mùi nó vào gái này? Con xem. Mày muốn để đó đi bộ không? Ê! Đứng lại đi xem nào. Mày thích ngủ không? Gì đây? Tao không phải tội mày. Ngủ. Tại sao mày để tao đi học đi bộ của mình về? Mày biết là đi 11 cây số tao nắng nè rát rời mồ hôi không? Hả? À. Không nắng mà tao mồ hôi này. Mới giờ nắng rồi nhưng mà trời ơi. Quanh cái tội nữa. Phải rồi. Sao lại để cái hồ đi tới người mà mùi nước hoa? Mùi đâu? Tao nghe mùi nước hoa. Mày đi quán hát với người ta hay gì? Mùi gì nữa nhở? Tao nghe 3 giờ 3 rưỡi mày mới về cơ. Tao mùi. Thế đúng rồi chị gái rồi. Mày một giờ đó về rồi. Đây. Tao ăn đi ai này mùi tao mùi thuốc lá này. Tao nghe mùi thức nước hoa. Mùi này hạ hay là mày đi bắn bia ôm? Mày nghe mày có tới ôm gì? Mày đi bắn bia ôm cái gì? Mày đừng có có cả một thuốc lá đây. Em về thì ba cứ biết. Hay là mày đi bay? Hay là mày đi bay? Mẹ nhỏ này cho tao một rồi tao đã về rồi. Bọn nó khoảng 3 rưỡi mày mới về nha. Có cả con đằng sau cổ kìa. Đấy. Lúc quay phải đi 3 rưỡi về còn gì nữa. Từ ra. Mày điên là tao. Đi bộ. Điên là sao á? Mày cũng đi cút mẹ. Trong bụng mày. Mày đây gọi tao rồi. Để người ta ốm mà để người ta đi mình về. Mày dồ à? Mày giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ rồi. Tao ngủ muộn nhở? Thế 10 giờ mà ngủ ngu. Mày hôm nay tao ngủ 11 giờ rồi. Mày biết tao hỏi mày mấy không? Mày biết tao đợi mày bao nhiêu phút ở trường mà đến lúc mà tao phải đi bộ không? Tao đi ngủ quá mày thông cảm tao chứ tao biết sao được. Mệt quá bắt giờ dậy thì sao dậy được. Tao khiến mày đi chơi à? Hả? Tao chứ mấy bà mày. Có mùi. Mày. Mùi này không phải của tao. Đương nhiên là không phải của mày rồi. Mùi này mùi của tao, sao phải mùi của mày? À, mày nói tin tao nữa à? Tao không tin đây, bây giờ mày đi nấu nó muộn rồi đấy. Mẹ không mùi lạ nhở? Thôi đừng có giả dối nữa, đừng có giả vờ giả nai, không biết gì thảo mai nữa. Tao biết mày như chơi gái thì lâu rồi. Nghe thằng mặt mày tao đây này. Mày nói tin tao nữa à? Nghe thằng mặt đây này. Mẹ ơi tao gọi quầy chứ mà mày làm thế. Mẹ ơi chân tao. Chó rồi. Nhà mẹ ơi. Mình thất bại rồi. Mẹ ơi. Thất bại rồi. Mình thất bại rồi, mình mất nhà rồi. Mẹ ơi, tao không được đi chơi gái. Cái đồ gọi con trai là gì á? Tao giả dối, giả dối. Cái đồ là không giả dối. Đi ra ngoài đừng có quay về nhà cái này nữa nha. Tôi lại không phải chứa chất cái ổ mại dâm ở đây mà đi chơi gái về không về nhà là về đâu nhá. Có.